Vâng, xin chào quý anh chị, chào các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Vâng, salon ô tô số 1 Uông Bí vừa mới cập bến một mẫu xe Mazda BT 2017, trang bị số tự động một cầu, máy dầu 2.2. Con này là màu xanh Kawasaki, tên tư nhân, một chủ, biển Thái Bình. Xe còn rất là đẹp. Và Đức Trung xin báo giá luôn. Bên salon ô tô số 1 đang chào bán mẫu Mazda BT này với giá là 425 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ. Anh em quan tâm thì có thể đến với salon ô tô số 1 Uông Bí, đối diện với trạm đăng kiểm xe cơ giới. Bên mình có một cái biển mới lắp này. Đây là cái bãi xe bên ngoài. Đấy, trong nhà cũng còn khá nhiều các cái mẫu xe, bên mình toàn làm xe chất thôi. Đây là anh em được bảo hành tối thiểu là 1 năm. Đấy, cam kết là máy số rồi là keo chỉ nguyên zin. Xe lỗi thì bên mình sẽ không làm. Nếu mà lỗi thì chắc chắn là ở cái mức độ chấp nhận được thì giá nó lại vô cùng rẻ luôn. Buổi chiều ngày thứ hai trời nó cũng chuẩn bị mưa để chuyển mùa, nên mình tranh thủ quay một chút cái phần ngoại thất. Nếu mà nó mà mưa to thì mình xin phép quay cái phần nội thất rồi. Thế còn lại thì là anh em quan tâm thì cứ kết bạn Zalo, mình có bộ ảnh rồi. Đấy, xe đẹp xuất sắc anh em nhé, không có một lỗi nhỏ gì. Thế cái dòng này thì nó được trang bị la răng hoa mai, có phanh ABS, hai túi khí, gương kính chỉnh điện, có xi nhan tích hợp gương cụp xe. Đấy, con này thì nó lên thêm bộ bi, thế và có thêm cả màn hình cam nùi. Đấy, điều hòa tự động, gạt mưa tự động anh em nhé. Đây, mưa gió rất là to. Đây, bầu trời đen kịt thế anh em này. Đấy, sợ chưa? Sau cái trận mưa này trời nó sẽ trở lạnh đấy. Nên là anh em miền Nam, miền Trung mà ra ngoài Bắc này thì phải mang theo áo rét nhá. Ngoài Bắc thì cái mùa rét nó khắc nghiệt lắm, lạnh. Nắm lúc xuống đến âm độ đấy. Cái con này thì lốp đẹp và dàn, sắt xi gập bệ, phải nói là cực chất. Xi nhan gương này, gương mạ chrome. Đây, lốp lái là răng phay, mảnh đĩa, sắt xi gập bệ đẹp quá chất. Đấy, máy móc nguyên zin nha anh em nhé. Đấy, đèn bi, đèn sương mù. Con này cái cặp đèn của nó sáng thì vô đối, buổi tối đi rất là thích. Nói chung là lốp thì đẹp, máy gầm chất, điều hòa mát sâu. Quay chút thôi phần gầm anh em xem. Gầm của nó không bị mục mọt gì đâu. Cảm sao bằng thép, trang bị cảm biến tiệm cận, có cam lùi. Đây, lắp thùng lót thùng đây anh em nhé. Trời bắt đầu nổ gió. Nói chung là keo chỉ zin, máy số zin, ba kính zin. Không biết anh em có nhìn rõ không. Nói chung kính là 2017 hết.
trời nó cứ sầm xì, gió ào ạt. Chỉ sợ nó mưa thôi, Đức Trung tranh thủ quay khoang động cơ trước, mưa thì còn quay vào phần nội thất. Đây khoang động cơ đây anh em nhá, máy lổ này, yên phát luôn. Đấy, đem mát, đặt cam xin. Giá có 425 triệu bao rút hồ sơ, giá thời điểm này quá tốt anh em ạ. Ghế da nguyên bản. Đây, trời bắt đầu mưa rồi anh em. Đây, màn hình. Đây, cam lùi sắc nét luôn. Đây, điều hòa auto hai vùng độc lập. Có cân bằng điện tử anh em nhé, có ga tự động, cục xe gương. Gương bên này nó hơi có vấn đề tí, rồi mình sẽ chỉnh cái gương này sau. Kính hơi có tiếng kêu, cái này cho tí dầu bảo dưỡng là ok. Chúng là cam kết là xe đẹp, không có lỗi lầm gì đâu. Đây, trần lý nguyên bản này, đây đèn trần, hộp này chưa kính. Đèn trần phía sau, nói chung là xe đẹp không lỗi. Anh em mua xe về sử dụng thì hoàn toàn yên tâm. Xe chạy 13 vạn anh em nhé. Công tơ mét là zin ấy, mình cũng không tua không ấy gì đâu, không làm bất cứ một cái gì nó ảnh hưởng đến cái trạng thái, cái chất lượng của xe. Đây là anh em có thể mang đi check hãng, check gara tùy ý. Trời mưa khá to rồi. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 8 lít trên 100 cây thì con này nó quá là tiết kiệm so với này những cái dòng xe xăng và xe bán tải này. Nó cao ráo rồi, nó an toàn hơn rất là nhiều. Anh em quan tâm đến cái mẫu xe mà Mazda BT này thì cứ liên hệ trực tiếp để mình tư vấn. Con này trả góp mức vay khoảng 60% giá trị xe, chỉ cần 200 triệu nên là anh em đã có thể mua được xe mang về sử dụng rồi. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Mình xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video lần sau. Thank you.
bên mình vẫn còn rất nhiều xe anh em ạ. 7 chỗ thì có Parado này, Fortuner này, những cái dòng xe 5 chỗ thì nhà mình có Fadin, có Mazda, có Kia nữa anh em nhé. Anh em quan tâm thì cứ liên hệ để mình tư vấn trực tiếp cho. Và xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video lần sau.